À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em. Chào mừng chúng ta đến với bài học của chương trình Toán 11, bộ sách Cánh Diều. Vậy là chúng ta đã đi qua được 3 bài học của chương số 6, hàm số mũ và hàm số logarit. Thì chúng ta chỉ còn một bài học ngày hôm nay nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc chương. Vậy nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta được nghiên cứu là gì? Thì trước tiên là chúng ta hãy quan sát vào phần khởi động. Dân số được ước tính theo công thức S bằng A nhân E mũ RT. Trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau T5 và R là tỷ lệ tăng dân số hàng năm. Câu hỏi đặt ra là hỏi sau bao nhiêu năm dân số sẽ tăng gấp đôi dân số của năm lấy làm mốc tính. Vậy để trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy rằng muốn tìm sau bao nhiêu năm, tức là tìm T, thời gian ở đây. Thời gian là đơn vị theo năm. Dân số tăng gấp đôi dân số của năm lấy làm mốc, tức là S của chúng ta sẽ tăng, S là gấp đôi dân số của cái năm làm mốc là A. Vậy S ta thay bằng 2A. Khi đó ta sẽ thay 2A vào công thức S bằng A nhân E mũ RT. Sau đó là chúng ta sẽ giải ra, đây chúng ta sẽ thay 2A vào, ta được 2A bằng A nhân E mũ RT. Rồi đây nó là một cái phương trình các em ạ. Phương trình này chúng ta sẽ giải ra, ta rút gọn A đi thì 2 bằng E mũ RT, ta viết thuận lại thành E mũ RT bằng 2 cũng được. Khi đó thì cái ở đây ta nhìn thấy nó có chứa lũy thừa này, một vế nó có chứa lũy thừa, và cái ẩn của chúng ta là nó nằm ở trên mũ ấy. Ẩn của bài này là ẩn T mình cần tìm. Còn cái R này là cái tỷ lệ tăng dân số hàng năm, là một cái số cụ thể người ta cho rồi. Khi đó thì ta tính được RT chính là mũ, và nó là loga cơ số E của 2 ấy. Mà trong bài loga thì chúng ta học, ta biết rồi, loga cơ số E thì chính là loga nepe, thì nó là loga nepe của 2. Rồi ta suy ra được là T của chúng ta bằng loga nepe của 2 chia cho R. Vậy thì việc mà chúng ta vừa mới thực hiện xong này này, ta thay thế 2A vào S thì ta được một cái công thức, ta xin lỗi, là được một cái phương trình ấy. Phương trình này có ẩn ở trên mũ thì phương trình này được gọi là phương trình mũ. Và việc ta làm là ta tìm cái giá trị của ẩn đây, đấy chính là đi giải phương trình, và đây chính là giải phương trình mũ. Vậy chúng ta sẽ vào nội dung bài học của ngày hôm nay, là bài cuối cùng của chương số 6, là bài số 4, phương trình bất phương trình mũ và logarit. Nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có 4 phần tương ứng với cái tên của bài học. Đấy là phương trình mũ này, phương trình logarit, 3 là bất phương trình mũ và 4 là bất phương trình logarit. Chúng ta sẽ vào lần lượt từng cụm nội dung một. Thứ nhất, mục 1 lớn là ta đi nghiên cứu về phương trình mũ và phương trình logarit. Tức là ta sẽ chia phương trình vào với phương trình, còn bất phương trình thì sẽ nằm ở mục 2 lớn. Đầu tiên là ta vào phần 1 nhỏ là phương trình mũ. Trước tiên là chúng ta cùng nhau làm hoạt động số 1. Trong bài toán ở phần mở đầu, giả sử R bằng 1,14% trên 5, tức là tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,14%. Yêu cầu A là viết phương trình thể hiện dân số sau T5 gấp đôi dân số ban đầu. Thì như chúng ta gợi ý ở phần ngay phần mở đầu ấy, thì chúng ta sẽ có là ở dân số mà tăng gấp đôi, tức là nó thành 2A. 2A bằng A nhân với E mũ RT. Ta rút gọn A đi thì ta sẽ suy ra được là
2 bằng E mũ RT. Ta thay cái R của chúng ta bằng 1,14% vào, thì ta sẽ suy ra được là E mũ 1,14% T bằng 2. Và chỗ 1,14% ta viết thành 0,0114T bằng 2. Vậy thì cái phương trình mà thể hiện dân số sau T 5 gấp đôi dân số ban đầu chính là cái phương trình E mũ 0,0114T bằng 2. Đấy là chúng ta trả lời xong câu hỏi A. Câu hỏi B, phương trình vừa tìm được có ẩn là gì và nằm ở vị trí nào của lũy thừa? Thì phương trình chúng ta vừa tìm được có ẩn là T. Và ẩn này nằm ở trên mũ của lũy thừa. Vậy thì cái phương trình này nó có đặc điểm là ẩn nằm ở trên mũ của lũy thừa. Thì cái phương trình này người ta gọi nó là cái phương trình mũ. Vậy định nghĩa chính xác phương trình mũ là gì thì chúng ta sẽ vào phần kết luận. Phương trình mũ là phương trình có chứa ẩn ở số mũ của lũy thừa. Phương trình mũ cơ bản ẩn x thì có dạng A mũ x bằng B. A của chúng ta lớn hơn 0 và A khác 1. Đây là cái điều kiện của cái lũy thừa thôi. Mà hàm số mũ thì chúng ta học rồi đấy. Thì đây là điều kiện của A mũ x nhé. Thì định nghĩa phương trình mũ thì nó chứa ẩn ở mũ. Nhưng mà chúng ta đi nghiên cứu cái phương trình mũ dễ nhất, đấy là phương trình mũ cơ bản, thì nó sẽ có dạng là A mũ x bằng B. Trong đó A và B là các số cho trước và x mũ này là ẩn này nó sẽ nằm ở trên mũ. Từ cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ có là nếu B nhỏ hơn bằng 0 thì phương trình vô nghiệm. Lý do này, A của chúng ta dương thì A mũ x của chúng ta luôn dương này, vế bên trái của chúng ta luôn dương. Thì khi đó vế bên phải là B, nếu như mà B mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì chắc chắn là không thể nào bằng vế bên trái được, nên phương trình của chúng ta sẽ vô nghiệm. Còn nếu như B của chúng ta mà lớn hơn 0 thì phương trình sẽ có nghiệm duy nhất. Nghiệm của nó sẽ là gì? X là số mũ. Đây là theo đúng định nghĩa logarit nhé. Thì x nó sẽ bằng loga cơ số A của B. Vậy thì nếu như mà B mà dương thì cái x này là nghiệm là duy nhất và x bằng loga cơ số A của B. Đây cũng chính là công thức nghiệm và chính là cách để giải cái phương trình mũ của chúng ta, phương trình mũ cơ bản A mũ x bằng B luôn. Chúng ta có nhận xét là với A dương, A khác 1 và B của chúng ta là dương thì A mũ fx bằng B khi và chỉ khi fx bằng loga cơ số A của B. Nhận xét này nói rằng nếu như trên này của chúng ta là chỉ riêng lẻ ẩn x thôi, mà nếu như mà trên mũ này nó là một biểu thức fx chẳng hạn mà vẫn thỏa mãn B của chúng ta dương ấy, thì cái mũ này này nó vẫn là loga cơ số A của B. Tức là biểu thức fx của mình ở trên mũ mình vẫn tính fx bằng loga cơ số A của B. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái chú ý. Đấy là nếu như mà A dương, A khác 1 là điều kiện của cái lũy thừa A mũ x nhé. Thì A mũ fx bằng A mũ gx khi và chỉ khi fx bằng gx. Thì cái này, phương trình này thì hai cái vế của chúng ta nó là hai cái biểu thức lũy thừa cơ số là A rồi. Vậy nó sẽ thỏa mãn là dương rồi nhé, với điều kiện A là dương, A khác 1 rồi. Vậy thì cơ số bằng nhau thì số mũ của chúng ta sẽ bằng nhau. Đấy là nội dung chú ý và chúng ta cũng là cái cách, một cái cách nữa để chúng ta sẽ giải cái phương trình mũ.
Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần ví dụ số 1, giải phương trình. Chúng ta có hai cái phương trình. A là 3 mũ x cộng 1 bằng 3 mũ 2x trừ 1. Ở đây thì nó không phải là phương trình mũ cơ bản là loga cơ số A bằng B. Nhưng mà chúng ta sẽ áp vào... Chúng ta sẽ áp dụng vào cái chú ý mà chúng ta vừa mới học xong. Đấy là A mũ Fx bằng A mũ Gx ý, cơ số bằng nhau. Thì khi đó thì tương đương với Fx bằng Gx thì ta cho hai cái số mũ bằng nhau. Còn ý B của chúng ta thì nó gần là phương trình mũ cơ bản. Thì chúng ta cũng giải tương tự nhé. Thì chúng ta có lời giải cho ý A này. Ta tương đương với hai cái mũ bằng nhau là x cộng 1 bằng 2x trừ 1. Cái việc giải cái phương trình x cộng 1 bằng 2x trừ 1 thì khá là dễ thôi. Xin lỗi là cái bước này nó lại giống bước trên hơi thừa. Nhưng mà chúng ta cái này dễ, chúng ta tự giải nhé. Việc chúng ta chuyển vế này, chúng ta chuyển 2x sang chẳng hạn. Chuyển 1 sang, đấy. Rồi chúng ta chia cả hai vế cho trừ 1. Thì kết quả của chúng ta nó ra bằng x bằng 2. Đấy là ví dụ 1A. Ví dụ 1B. Thì ví dụ 1B của chúng ta, chúng ta sẽ quan sát. Xin lỗi là cái ở A chúng ta kết luận nghiệm đấy nhá. Vậy phương trình có nghiệm là, chúng ta chú ý là chúng ta giải xong rồi chúng ta kết luận nghiệm của phương trình. Ở ý B, chúng ta sẽ xuất phát từ cái phương trình ban đầu này. Chúng ta dùng cái nội dung của nhận xét ấy, thì cái mũ này này nó được tính bằng loga cơ số 10 của 2024. Tuy nhiên là loga cơ số 10 thì người ta chính là log nên người ta không ghi cơ số 10 nữa. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ chuyển 1 sang thôi. Bình thường là chúng ta chuyển 1 sang thành x bằng log của 2024 trừ đi 1. Và chúng ta cũng kết luận cái nghiệm của cái phương trình này. Đấy là cái ý B. Ý B thì còn một cách nữa. Đấy là cái 10 mũ x cộng 1 thì ta viết có thể viết thành 10 nhân với 10 mũ x ý. Thì bằng 2024 rồi chúng ta suy ra 10 mũ x bằng 2024 chia cho 10. Rồi chúng ta cũng đã đưa về phương trình mũ cơ bản rồi. Thì chúng ta sử dụng cái công thức nghiệm mà chúng ta học ở phần kết luận vừa xong. Thì chúng ta cũng tính được ra kết quả là x bằng log của 2024 trừ đi 1. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là phần 2. Nhỏ là phương trình logarit. Hàm số logarit thì chúng ta học rồi. Phương trình logarit thì chúng ta sẽ cho cái logarit cơ số A của x bằng một cái giá trị nào đó. Rồi chúng ta giải, chúng ta tìm x thì đấy gọi là phương trình logarit. Thì chúng ta sẽ vào phần hoạt động số 3 để hiểu rõ thêm trước khi mà vào định nghĩa của phương trình logarit. Hoạt động số 3 là chỉ số hay độ pH của một dung dịch thì được tính theo công thức là pH thì bằng trừ log của H cộng. Trong đó H cộng là chỉ số nồng độ ion hydrogen. Đo chỉ số pH của một mẫu nước sông, ta có kết quả pH bằng 6,1. Yêu cầu là viết phương trình thể hiện nồng độ X của ion hydrogen H cộng trong mẫu nước sông đó. Thì ở đây ta sẽ thay cái nồng độ ion hydrogen của mẫu nước này ta đặt là x. Vậy cái trong đây thì ta sẽ thay cái H cộng này là bằng x này. Tiếp theo là pH của nó bằng 6,1, vậy thì ta cho cái này bằng 6,1 này. Vậy ta có 6,1 thì bằng trừ log của x. Đấy. Vậy đây chính là cái phương trình mà
Nó có chưa chưa hẳn chưa phải là phương trình chúng ta chuyển. Thì chúng ta chuyển cái chữ 1 này sang, ta chia cho cả hai vế cho trừ 1 để cho cái lốc này của chúng ta chỉ còn nó đứng rời một mình thôi. Ta viết thuận lại thành lốc của x bằng trừ 6,1. Thì cái phương trình này chính là cái phương trình thể hiện cái nồng độ. Thể hiện nhé, đây đây. Cái trên này các em nhé, cái này cô đánh sai. Thể hiện nồng độ ion đây. Ta đưa cái này xuống dưới này nhé. Nồng độ ion H cộng trong mẫu nước sông. Thì nó là phương trình lốc của x bằng trừ 6,1. Tiếp theo là ý B là phương trình vừa tìm được có ẩn là gì và vị trí nằm được nằm ở vị trí nào của logarit. Thì ta nhìn thấy này, ẩn của phương trình này là ẩn x này. Ẩn x này nằm ở trong cái biểu thức ở trong dấu loga, không phải nằm ở cơ số. Như cơ số chúng ta là 10, cái này chúng ta không ghi là do nó đặc biệt cơ số là 10 nên nó là logarit thập phân ấy, chúng ta không ghi. Thì cái này là biểu thức ở trong dấu loga này đấy. Vậy thì cái ẩn của chúng ta là nằm ở trong biểu thức trong dấu loga. Thế thì cái phương trình như thế này người ta gọi nó là cái phương trình nó là phương trình logarit và nó là phương trình logarit cơ bản. Thế thì chúng ta sẽ đi vào định nghĩa của phương trình logarit. Phương trình logarit là phương trình có chứa ẩn trong biểu thức dưới dấu logarit. Tiếp theo là phương trình định nghĩa thì vậy, nhưng mà chúng ta sẽ đi nghiên cứu cái phương trình logarit cơ bản nhất, tức là loại dễ nhất thôi. Là phương trình logarit cơ bản thì sẽ có dạng logarit cơ số A của X bằng B. Điều kiện ở đây là A lớn hơn 0 và A khác 1. Thì đây là phương trình logarit cơ bản. Ta quan sát này, logarit cơ số A của X bằng B thì cái cơ số của chúng ta là cho sẵn rồi này. Biến x thì nó nằm ở cái biểu thức dưới dấu logarit đây này, là và nó bằng một cái số nào đó. Phương trình đó có nghiệm duy nhất x bằng a mũ b. Vậy đây, theo đúng cái định nghĩa logarit mà các em học ở bài 2 logarit ấy, thì x được này được tính bằng a mũ b. Vậy phương trình này sẽ có nghiệm duy nhất là x bằng a mũ b. Chúng ta có nhận xét là với điều kiện của logarit là a lớn hơn 0 và a khác 1 thì logarit cơ số a của fx bằng b khi và chỉ khi fx bằng a mũ b. Thì ở đây là công thức nghiệm này cho cái phương trình cơ bản chỉ biến x đơn lẻ như thế này thôi. Vậy thì nếu như mà đó không phải là x riêng lẻ mà nó là một biểu thức fx nào đó thì cái công thức này vẫn đúng. Ta thay x bởi fx. Fx này vẫn được tính bằng a mũ b. Chú ý là với a lớn hơn 0 và a khác 1 thì chúng ta sẽ có, nếu như phương trình của chúng ta, hai vế của chúng ta đều là loga cả, đều là loga và cùng cơ số là a, loga cơ số a của fx bằng loga cơ số a của gx, thì cái phương trình này chúng ta giải tương đương với fx dương. Tức là loga của chúng ta thì nó có phải có điều kiện. Điều kiện của chúng ta là cái fx và gx đây này là của chúng ta phải dương. Đấy là điều kiện của loga. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần lấy một trong hai thôi. Ở đây ta lấy fx dương và fx bằng gx. Lý do tại sao người ta không cần phải tính thêm gx nữa là khi mà fx bằng gx mà fx của chúng ta dương rồi thì chắc chắn gx của chúng ta cũng phải dương. Vậy nên chúng ta chỉ cần lấy một điều kiện thôi. Vậy thì đối với cái phương trình mà có hai cái loga mà bằng nhau ấy thì chúng ta mà xin lỗi là hai loga và cùng cơ số nhé mà bằng nhau thì chúng ta cho hai cái biểu thức ở trong loga bằng nhau
Sau đó là chúng ta nhớ là phải lấy điều kiện, chúng ta lấy điều kiện của một một cái biểu thức là cho nó lớn hơn không theo điều kiện của loga, là chúng ta giải rồi chúng ta đối với chiếu với điều kiện thì chúng ta sẽ ra kết quả. Từ các cái nội dung của nhận xét, chú ý và cái phần mà đưa ra kết luận chính là công thức nghiệm của phương trình logarit, thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ số 2 là chúng ta giải cái phương trình. Ở đây cô không cho cái dạng phương trình logarit cơ bản nữa mà cho cái dạng nó khó hơn một chút, đấy là giải phương trình logarit cơ số 5 của 2x trừ 4 cộng logarit cơ số 1/5 của x trừ 1 bằng 0. Thì để giải phương trình này, đầu tiên ta nhìn này. Ở đây cơ số của loga đầu tiên là 5, cơ số của loga thứ hai là 1/5. Vậy hai thằng này có liên quan gì đến nhau? À, 1/5 thì chúng ta viết thành 5 mũ trừ 1. Đó. Vậy sau đó là chúng ta đưa cái mũ trừ 1 ra ngoài loga. Công thức đó thì ta học rồi, đưa ra ngoài đây. Đưa ra ngoài loga thì nó thành 1 chia cho trừ 1 đấy. Là 1 chia cho trừ 1 thì bằng trừ 1. Thì ở chỗ này cơ số của nó sẽ là 5 ngay. Và sau đó chúng ta chuyển vế thì chúng ta sẽ đưa được thành hai cái loga bằng nhau và cùng cơ số. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái nội dung chú ý mà chúng ta vừa làm xong để chúng ta giải cái phương trình này. Đấy là hướng dẫn. Lời giải chi tiết thì chúng ta quan sát nào. Đây là phương trình ban đầu này. Chúng ta sẽ có hai loga thì chúng ta sẽ lấy điều kiện một loga. Đấy là 2x trừ 4 lớn hơn 0. Rồi sau đó là cái loga cơ số 1/5 thì ta đưa thành 5 mũ trừ 1 như thế này. Rồi phương trình ở, xin lỗi là cái bất phương trình ở trên ấy, ta giải bình thường nhé, bất phương trình là x lớn hơn 2. Ở dưới thì như lúc nãy hướng dẫn rồi, ta đưa mũ trừ 1 ra ngoài. Ở đây thành 1/-1 là trừ 1. Thì thành trừ loga cơ số 5 của x trừ 1 bằng 0. Sau đó là ta chuyển vế cái phương trình ở dưới này thì thành hai cái loga bằng nhau và có cùng cơ số là bằng 5. Khi đó thì cái điều kiện mà 2x trừ 4 mà lớn hơn 0, giống như chú ý là fx lớn 0 thì chúng ta đã để ở trên này rồi nhé. Sau đó là ở dưới thì hai loga bằng nhau thì suy ra là hai cái biểu thức ở trong loga nó bằng nhau, tức là 2x trừ 4 sẽ bằng x trừ 1. Ta giải ra ta thấy là x bằng 3. Ta đối chiếu với điều kiện x bằng x lớn hơn 2 ở trên thì ta thấy là thỏa mãn, nên là nghiệm của nó là x bằng 3. Rồi chúng ta kết luận nghiệm của phương trình là x bằng 3. Đấy là ví dụ số 2 cũng minh họa luôn cho cách chúng ta giải cái phương trình logarit. Còn phần mà logarit, phương trình logarit cơ bản ấy, giải thì chúng ta đã có một vài cái ví dụ ở sách giáo khoa là ví dụ số 6. Trình bày rất là rõ ràng, chúng ta có thể là quan sát vào trong ví dụ số 6 ở trong sách giáo khoa ấy, trang 50. Cái đấy nó có công thức sẵn rồi thì cô sẽ không minh họa lại nữa nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần hai lớn là bất phương trình mũ và bất phương trình logarit. Và riêng với bất phương trình mũ và bất phương trình logarit thì nó sẽ phức tạp hơn, phương trình mũ và phương trình logarit một chút nhé. Đầu tiên là chúng ta vào phần 1 nhỏ là bất phương trình mũ. Trước tiên là chúng ta sẽ làm hoạt động 5 đã. Quan sát vào hình 11 và nêu nhận xét về tính đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ y bằng 1/2 mũ x. Từ đó hãy tìm x sao cho 1/2 mũ x lớn hơn 2. Thì về tính đồng biến và nghịch biến của cái hàm số mũ này, chúng ta đã được học ở trong bài số 3, hàm số mũ và hàm số logarit rồi.
chúng ta biết con hàm số mũ này với cơ số là 1/2 thì nó sẽ là hàm số nghịch biến ở trên R. Và quan sát vào hình 11 thì ta thấy cái đồ thị của nó là cái đường liền nét và nó đi xuống như thế này. Nó đi xuống đây. Thì đồ thị từ đồ thị thì chúng ta cũng suy ra là cái hàm số này nó nghịch biến nhá. Ta trả lời luôn. Hàm số này, đầu tiên là hàm số này nghịch biến trên R này. Là quan sát vào đồ thị hoặc là dựa vào tính chất ấy, mà các em học ở bài 3 rồi, ta biết cái này rồi. A của chúng ta nhỏ hơn 1, lớn hơn 0 thì hàm số này nghịch biến nhé. Ở bài ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng cái tính nghịch biến đồng biến ấy, để chúng ta giải bất phương trình ấy. Từ đó hãy tìm x sao cho 1/2 mũ x lớn hơn 2. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái 1/2 mũ x này là ta tương đương với một cái hàm số đấy. Bên vế bên trái là y bằng 1/2 mũ x, còn vế bên phải của chúng ta là y bằng 2 đi. Thì đây là hai cái phương trình, xin lỗi, là hai cái hàm số nó có đồ thị y bằng 1/2 mũ x là đường cong màu đỏ này, còn y bằng 2 là đường thẳng mà song song với trục OX đi qua cái điểm 2 ở trên trục OY đây. Vậy thì để tìm được x sao cho 1/2 mũ x mà lớn hơn 2, tức là cái điểm mà có x thỏa mãn cái bất phương trình này này thì nó phải nằm ở trên cái đồ thị của hàm số 1/2 mũ x, tức là nằm ở trên cái đường màu đỏ này, và lớn hơn 2 tức là những cái điểm đó là phải nằm ở trên của cái đường thẳng y bằng 2, nằm ở phần phía trên đường thẳng y bằng 2. Vậy là nó sẽ nằm ở phần trên phần này này, phần cô khoanh màu đỏ đây này. Đây, cái phần đường phần màu đỏ ở trong cái hình cô khoanh đây này. Đấy, thì các cái điểm mà nằm ở trên này này nó sẽ có y là sẽ có cái tọa độ mà y của nó là lớn hơn 2. Vậy thì x hoành độ của nó như thế nào? Thì ta gióng xuống trục OX này, ta thấy hoành độ của các điểm này sẽ như thế nào. Đây, các điểm đấy đây, gióng xuống trục OX thì hoành độ của nó sẽ như thế nào? À, nó sẽ phải nhỏ hơn -1, đúng không? Đấy, các x này sẽ nhỏ hơn -1. Vậy thì từ đồ thị thì chúng ta sẽ thấy đồ thị hàm số y bằng 1/2 mũ x nằm phía trên của đường thẳng y bằng 2 khi và chỉ khi x sẽ nhỏ hơn -1, thì ta sẽ có là nghiệm của cái bất phương trình này là s sẽ bằng âm vô cùng đến -1. Đấy, vậy là quan sát được vào đồ thị thì chúng ta kết luận được cái điều đó. Vậy thì giải cái bất phương trình này như thế nào để chúng ta tìm được cái tập nghiệm là s bằng âm vô cùng đến -1 trong khi mà chúng ta không dùng đồ thị nữa, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ vào nội dung của phần kết luận, đấy là định nghĩa về bất phương trình mũ và cách giải của bất phương trình mũ. Đầu tiên là bất phương trình mũ là cái bất phương trình mà có chứa ẩn ở số mũ của lũy thừa, giống như là cái bất phương trình 1/2 mũ x lớn hơn 2 mà chúng ta vừa làm xong với hoạt động số 5 ấy. Đây là có bất phương trình mà có chứa ẩn ở số mũ đây này, thì đây là bất phương trình mũ. Bất phương trình mũ cơ bản là bất phương trình mũ có một trong các cái dạng sau: a mũ x lớn hơn b, a mũ x nhỏ hơn b, a mũ x lớn bằng b, a mũ x nhỏ hơn bằng b, với điều kiện a lớn hơn 0 và a khác 1. Về định nghĩa của bất phương trình mũ ấy, thì có khá là nhiều những cái bất phương trình mũ mà nó phức tạp,
Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu cái bất phương trình mũ cơ bản nhất. Thì bất phương trình mũ cơ bản nhất thì nó phải có một trong bốn cái dạng này: a mũ x lớn hơn b, a mũ x nhỏ hơn b, a mũ x lớn bằng b, a mũ x nhỏ hơn bằng b. Với a b là các cái số. Ví dụ như cái bất phương trình 1/2 mũ x lớn hơn 2 đây, nó cũng là bất phương trình mũ cơ bản. Đây, nó rơi vào cái dạng đầu tiên luôn này. A của chúng ta là 1/2, b của chúng ta là bằng 2. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ví dụ 3. Là trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình mũ cơ bản? Thì bất phương trình mũ cơ bản thì phải là một trong các cái bất phương trình ở dạng có dạng trên, đúng không? Vậy thì ở đây cô đưa cho chúng ta ba bất phương trình. A là 2 mũ x nhỏ hơn 10, b là 2 mũ x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 5 mũ 1 trừ x, và c là 5 mũ 2 x trừ 7 nhỏ hơn 0. Vậy thì đầu tiên là ta quan sát và nhận dạng trước này. Đầu tiên ý A của chúng ta thì rõ ràng là nó là một cái bất phương trình mũ cơ bản, vì nó rơi vào dạng nào nhỉ? Nó rơi vào dạng A mũ x nhỏ hơn B. Ở đây A chúng ta bằng 2 và B của chúng ta bằng 10. Vậy ý A của chúng ta rõ ràng là thỏa mãn. Ý B thì sao? Ý B đây nó cũng là bất phương trình mũ, tuy nhiên nó không phải là bất phương trình mũ cơ bản vì nó không nằm ở dạng nào ở trong dạng này, nên là không phải là bất phương trình mũ cơ bản. Nhớ là người ta hỏi bất phương trình mũ cơ bản nhé, đây nó vẫn là bất phương trình mũ đấy. Ý C thì sao? Ý C nhìn thoạt đầu thì nó không phải là bất phương trình mũ cơ bản, nhưng mà nó đưa được về bất phương trình mũ cơ bản thì chúng ta vẫn xếp nó vào bất phương trình mũ cơ bản. Đưa như thế nào? Đưa như thế nào thì chúng ta sẽ quan sát được cô thực hiện luôn cho chúng ta này. Bất phương trình này thì chưa nói đến giải nhé, chúng ta biến đổi trước này. Chỗ 5 mũ 2x này thì ta viết thành 5 mũ 2, rồi tất cả mũ x này trừ 7 thì chúng ta chuyển vế sang bên này thành 7 này. Vậy ta sẽ có là 25 mũ x nhỏ hơn 7. Đây, vậy thì đây nó cũng là bất phương trình mũ cơ bản, và cơ số A của chúng ta là bằng 25, D của chúng ta là bằng 7. Đấy là chúng ta giải quyết xong được ví dụ số 3. Bây giờ chúng ta đi nghiên cứu về cái cách giải của cái bất phương trình mũ cơ bản này. Thì chúng ta sẽ có 4 bất phương trình mũ cơ bản. Chúng ta sẽ đưa ra cái cách giải cho một trong 4 bất phương trình mũ đó. Còn 3 bất phương trình mũ còn lại thì nó làm tương tự. Đầu tiên là ta lấy cái bất phương trình mũ A mũ x lớn hơn B để đưa ra cách giải. Trước tiên là nếu như B nhỏ hơn bằng 0 thì tập nghiệm của bất phương trình đã cho là R. Lý do là A mũ x của mình ấy, nó A dương của chúng ta, nên là cái A mũ x của chúng ta vế bên trái của chúng ta luôn dương này. Mà nếu như B của chúng ta mà nhỏ hơn bằng 0 thì một số dương thì rõ ràng luôn lớn hơn hoặc bằng một số số mà âm hoặc là số 0 rồi. Nên là x nào ta thay vào đây nó cũng sẽ thỏa mãn. Tức là tập nghiệm của cái bất phương trình đó sẽ là R. Tiếp theo, nếu như B của chúng ta mà dương, B của chúng ta dương thì bất phương trình này ta sẽ biến đổi như sau này. Ta xóa bớt cái này đi nào. Khi B của chúng ta dương thì cái vế bên trái ấy, chúng ta sẽ đưa nó về cái mà có lũy thừa cơ số là A. Vậy thì B này chính là bằng này, lũy thừa cơ số là A, nghĩa là A mũ bao nhiêu thì bằng B, đúng không? Thì chúng ta học ở bài logarit thì chúng ta biết rồi. Ta sẽ viết A mũ loga cơ số A của B. Thì chúng ta có cái công thức này rồi. A mũ loga cơ số A của B thì cơ số giống nhau này, nên cái này là bằng B. Vậy ta viết B là bằng cái này. Thế thì ta đưa được cái vế bên
bên trái của bề vế bên phải bất phương trình về cùng về lũy thừa và cơ số là giống cơ số của vế bên trái nhé. Đây, vậy ta đưa được về như thế này nhé. Sau khi đưa được về cùng cơ số rồi thì đặc biệt là khi cùng cơ số thì số mũ ta sẽ so sánh như thế nào? Thì cái này với A lớn hơn 1, nghiệm của bất phương trình là X sẽ lớn hơn loga cơ số A của B, tức là mũ, cái mũ thì cùng chiều này, ta nhìn nó cùng chiều với cái dấu bất phương trình ở trên. Nghĩa là A mũ X lớn hơn A mũ loga này, thì X sẽ lớn hơn cái mũ bên này, hai cái mũ này này, ta so sánh hai cái mũ với nhau, thì X sẽ lớn hơn bên này, khi A dương. Còn khi A mà lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 thì nghiệm của bất phương trình sẽ là X sẽ nhỏ hơn loga cơ số A của B. Tức là nếu như mà A mà nhỏ hơn 1 ấy, lớn hơn 0 thì cái so sánh hai cái mũ này thì cái dấu của bất phương trình lại đảo ngược lại như thế này. Thì giải thích sâu về cái điều này, tại sao lại có hai trường hợp này và tại sao mà lúc thì nó lại A lớn hơn 1 thì nó cái bất phương trình, dấu bất phương trình lại giống dấu của bất phương trình ở phía trên, còn A nhỏ hơn 1 lớn 0 thì nó lại bị đảo chiều lại. Thì chúng ta nhớ lại này, tính đồng biến và nghịch biến của hàm số mũ. Hàm số mũ A lớn hơn 1 thì A mũ X đồng biến. Hàm, xin lỗi, Y bằng A mũ X các bạn nhé. Hàm số đấy, hàm số học ở bài số 3 ấy. Y bằng A mũ X là hàm số đồng biến ở trên R. Hàm số đồng biến nghĩa là sao? Nghĩa là X tăng thì Y cũng tăng, nghĩa là X tăng thì A mũ X cũng tăng. Vậy thì X lớn hơn ấy, thì để so sánh nhé, A mũ M lớn hơn A mũ N thì giá trị lũy thừa này lớn hơn, thì do là cái giống như M và N là cái ẩn x1, x2 ấy. Ta viết đây là x1 với x2 đi, nó dễ hình dung nhé. A x1, A x2. Đồng biến có nghĩa là nếu như mà AX1 mà lớn hơn AX2 cùng con số rồi thì X1 sẽ lớn hơn X2. X tăng, Y tăng, X giảm, Y giảm ấy. Đây là X1, giả sử X1 lớn hơn X2 là X giảm đúng không? Thì A mũ X1 sẽ lớn hơn A mũ X2. Tức là Y của chúng ta cũng sẽ giảm nhé. Đấy là căn cứ vào tính đồng biến và nghịch biến. Tương tự như vậy với cái trường hợp mà A mà lớn hơn 0 ấy, nhỏ hơn 1 thì hàm số Y bằng A mũ X của chúng ta là nghịch biến. Nghịch biến thì A mũ X1 lớn hơn A mũ X2 khi và chỉ khi X1 của chúng ta lại phải là số nhỏ hơn X2. Đấy. Vậy thì dựa vào đấy thì chúng ta suy ra cái công thức nghiệm để giải bất phương trình nó là như thế này. Tương ứng với hai cái A lớn hơn 1 và A lớn không nhỏ hơn 1. Về cơ bản ấy, thì chúng ta nên nhớ cái tính đồng biến nghịch biến này để chúng ta giải bất phương trình. Lý do là đây là người ta chỉ đưa ra cái cách giải cho một bất phương trình A mũ X lớn hơn B mà thôi. Vậy còn cái trường hợp, bốn cái trường hợp còn lại thì chúng ta không thể nào chúng ta lại ngồi chúng ta viết ra cái cách giải như này rồi bắt đầu là chúng ta sẽ lần mò để chúng ta giải được, mà chúng ta nhớ tính đồng biến nghịch biến. Khi đó chúng ta đưa về cả hai vế của bất phương trình về cùng lũy thừa ấy, cùng cơ số, thì ta sử dụng tính đồng biến nghịch biến thì chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta chỉ ra được cái nghiệm của bất phương trình.
Hoặc là nếu như chúng ta mà cảm thấy nó khó khăn quá thì chúng ta nhìn một chút, ta nhìn lại cái chỗ mà cách giải nhé. Thì đây, vậy chúng ta chỉ cần nhớ này, trường hợp B của chúng ta như thế này, dương như thế này, thì A của chúng ta lớn hơn 1 thì nó cùng cái dấu này, cùng chiều này. Còn A nhỏ hơn 1 thì nó lại đảo ngược chiều lại. Đấy, chúng ta có thể là nhớ, cách nhớ như vậy cũng được. Nhận xét là các cái bất phương trình mũ cơ bản còn lại thì được giải tương tự như cái bất phương trình này. Và chúng ta có chú ý là với A lớn hơn 1 thì A mũ x lớn hơn A mũ alpha khi và chỉ khi x lớn hơn alpha. À đây, nếu như mà vế bên phải chúng ta là nó có dạng là lũy thừa rồi nhá. Tức là nó đã đưa về như thế này rồi, có dạng lũy thừa rồi. Thì A lớn hơn 1 thì A mũ x lớn hơn A mũ alpha khi và chỉ khi x lớn alpha. Cái này thì cô giải thích vừa xong rồi. Do cái tính đồng biến của cái hàm số mũ khi mà A lớn hơn 1 ấy, nên là giá trị của lũy thừa lớn hơn khi chỉ khi số mũ lớn hơn, tức là cùng chiều đây này. Đó. Còn A lớn hơn 0 mà nhỏ hơn 1 thì A mũ x lớn hơn A mũ alpha khi về chỉ khi cái bất phương trình chúng ta nó quay chiều, và các em nhìn đấy, nó do nó nghịch biến đấy. Đấy là chú ý, và nó cũng là cách giải của bất phương trình mũ luôn nhá. Chúng ta sẽ áp dụng các cái cách giải này để chúng ta làm các bài tập. Chúng ta có ví dụ số 4 là giải các bất phương trình sau. Ở đây cô có hai bất phương trình. A là 7 mũ x cộng 3 nhỏ hơn 343, và B là 1/4 mũ x lớn hơn 3. Đây cũng là hai cái bất phương trình mũ cơ bản thôi. Nó cũng dễ giải. Đầu tiên nhá, là ta phải quan sát này, xem liệu rằng là ta có đưa được cái vế bên ở đây là bên trái của chúng ta là đã 7 mũ rồi, đưa vế bên phải về 7 mũ được không. Đó, thì đưa thì nó dễ thôi, có bài đưa nó, chúng ta chỉ cần nhẩm một chút là chúng ta sẽ ra, vì nó chẵn. Còn trong trường hợp ở IB thì nó không chẵn để ra được cái cùng số mũ mà lũy thừa mà cùng cơ số ấy, thì chúng ta lại sử dụng cái mà B bằng A mũ loga cơ số A của B. Cái này ta học được học ở bài logarit rồi ấy, để chúng ta đưa nó về cái lũy thừa mà có cơ số bằng nhau ấy. Ở đây 343 thì ta viết được về, đây chính là B này, ta viết được về là bằng đưa về cùng cơ số là 7 nhé. 7 mũ loga cơ số 7 của 343. Đấy. Cái này thì chúng ta hoàn toàn bấm máy tính được loga cơ số 7 của 343 xem nó ra kết quả bao nhiêu nhé. Vậy ở bài này thì cô cũng dùng cái cách đó, và cái loga cơ số 7 của 347 đây này thì ta có nó sẽ là bằng 3. Khi đó thì cái bất phương trình này, nói lại nhá, thì ta viết này, đầu tiên này ta đưa cái 343 này về loga cơ số 7 mũ loga cơ số 7 của 343. Ta chờ một chút. Rồi, chúng ta quay lại bài nhé. Rồi, đầu tiên là 343 thì các em biết rồi đúng không? Cô giải thích ở chỗ này rồi. Ta viết thành 7 mũ loga cơ số 7 của 343. Rồi, khi đó thì cơ số bằng nhau này. Và cơ số của chúng ta là lớn hơn 1, 7 này lớn hơn 1 này. Nên là cô lại nói về tính đồng biến và nghịch biến để chúng ta nhớ khắc sâu nó vào đầu luôn nhé. Là cái hàm số của chúng ta, hàm số 7 mũ x ý, x lớn ấy,
nó sẽ làm số đồng biến. Đồng biến vậy thì cái dấu khi mà ta so sánh là nó sẽ cùng dấu cái bất phương trình ban đầu đây này. Vậy thì khi đó thì ta so sánh hai cái mũ này nhá. Thì dấu của nó giống dấu của bất phương trình ban đầu, nghĩa là x cộng 3 sẽ nhỏ hơn loga cơ số 7 của 343, tương đương với x cộng 3 nhỏ hơn, cái này ta bấm máy tính nó ra 3. Sau đó là chúng ta chuyển vế. Chuyển vế 3 sang thì ta sẽ có là x sẽ nhỏ hơn 0. Rồi từ đấy thì chúng ta sẽ kết luận tập nghiệm của bất phương trình sẽ là âm vô cùng đến 0, khoảng từ âm vô cùng đến 0. Rồi đấy là giải xong ý A. Còn ý B thì sao? Ý B 1 phần 4 mũ x lớn hơn bằng 3. Thì giống ý A nhá. Đầu tiên chúng ta phải viết 3 bằng, ở đây ta thấy cái vế bên trái của chúng ta là có lũy thừa cơ số là 1 phần 4. Vậy bên này ta cũng sẽ viết cơ số của nó về là 1 phần 4. Vậy 1 phần 4 mũ gì? Mũ loga cơ số 1 phần 4 của 3. Đấy, vậy thì nó sẽ là bằng 3 nhá. 3 thì ta viết được về vậy. Rồi khi đó thì ta thấy cơ số giống nhau rồi thì ta sẽ so sánh hai cái mũ với nhau thôi. Ta có giải cái bất phương trình ở ý B này. Đây, chúng ta quan sát xuống dưới này, còn giải thích tại sao thì cô đã thực hiện đến đây rồi. Rồi ta quan sát đã đến đoạn này rồi thì ta thấy 1 phần 4 cơ số của lũy thừa này nhỏ hơn 1 này, lớn hơn 0 rồi đương nhiên rồi nhá, nhỏ hơn 1. Vậy thì cái hàm số mà y bằng 1 phần 4 mũ x ấy, nó sẽ là một cái hàm số nghịch biến đấy. Nghịch biến thì cái giá trị của lũy thừa lớn hơn thì cái số mũ của nó lại phải nhỏ hơn. Vậy thì nó ta sử dụng cái đó thì ta hiểu là khi mà so sánh hai cái mũ ấy, thì bất phương trình này nó sẽ phải đảo chiều lại, tức là nó thành đang lớn hơn hoặc bằng thì thành nhỏ hơn hoặc bằng. Vậy thì tương đương với x của chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng loga cơ số 1 phần 4 của 3. Thì cái này ta biến đổi thêm một chút nữa là tương đương với x nhỏ hơn bằng loga cơ số 4 mũ trừ 1 của 3, và ta đưa cái mũ trừ 1 này ra ngoài thì thành tương đương với x nhỏ hơn bằng trừ loga cơ số 4 của 3. Rồi chúng ta kết luận nghiệm của cái bất phương trình là từ âm vô cực đến, ở đây xin lỗi là cái ngoặc nó phải là một vuông nhé, vì đây là có bằng nữa, bằng từ nửa khoảng từ âm vô cực đến trừ loga cơ số 3 của loga cơ số 4 của 3 nhé. Đấy là chúng ta xong ví dụ số 4 minh họa cho cái giải bất phương trình logarit, xin lỗi là bất phương trình mũ. Tiếp theo là chúng ta sang phần 2 nhỏ là bất phương trình logarit. Thì đầu tiên là ta quan sát vào hoạt động số 6. Trong cái hình 12 nêu nhận xét về tính đồng biến nghịch biến của hàm số logarit y bằng loga cơ số 2 của x, và từ đó hãy tìm x sao cho loga cơ số 2 của x lớn hơn 1. Thì đầu tiên về tính đồng biến nghịch biến nhé, thì cái này rất là dễ thôi. Ta có thể quan sát vào cái hình. Hình thì ta thấy cái đường đồ thị màu đỏ là đường đồ thị của y bằng loga cơ số 2 của x. Nó sẽ nằm ở bên phải của trục OY và nó đi lên từ bên trái qua bên phải. Nó đi lên, chúng ta nhìn thấy nó đi lên này. Nên là đi lên thì hàm số sẽ là hàm số đồng biến. Hay chúng ta có thể là nhớ lại cái bài số 3 chúng ta học, cái cơ số của loga ở đây này nó là 2 lớn hơn 1 thì hàm số này cũng là hàm số đồng biến. Đồng biến ở đâu? Đồng biến ở cái tập xác định từ 0 đến dương vô cùng. Tập xác định của loga, hàm số logarit là từ 0 đến dương vô cùng nhá. Đấy, thì đấy là ý đầu tiên. Ý thứ hai là từ đó thì hãy tìm x sao cho loga cơ số 2 của x lớn hơn 1. Thì ở đây, để tìm được x sao cho loga cơ số 2 của x lớn hơn 1 thì cái phần, cái mà các cái điểm mà có x mà thỏa mãn cái bất phương trình này này thì nó phải là các cái điểm mà nằm ở trên đồ thị của hàm số y bằng loga cơ số 2 của x, nghĩa là phải nằm trên đường màu đỏ này, và lớn hơn 1
tức là nó phải nằm trên của cái đường thẳng y bằng 1. Vậy nó nằm ở đâu? Vậy nó nằm ở đây, nằm ở cái phần cô khoanh đây. Đây, nó là các điểm nằm ở đây. Thì nó sẽ có tọa độ là y của nó sẽ lớn hơn 1, đúng không? Và y lớn hơn 1 thì khi đó các điểm nằm ở trên này, chúng ta gióng xuống trục Ox đây, thì chúng ta thấy là các cái x của nó sẽ phải là lớn hơn số 2. Và x nó phải lớn hơn số 2. Tức là giải ra cái nghiệm của cái bất phương trình này là x lớn hơn 2. Hay tập nghiệm S là bằng 2 đến lớn hơn 2 là ngoặc tròn nhé. 2 đến dương vô cùng. Đấy. Vậy thì ta đã trả lời xong là hoạt động số 6 rồi. Thì ta nhìn ở đây này. Đầu tiên là cái bất phương trình loga cơ số 2 của x lớn hơn 1 này, thì chúng ta thấy này, trong này nó có chứa loga, được chưa? Trong này nó là cái bất phương trình mà chứa cái ẩn ở trong trong biểu thức dưới dấu loga đây này. Và thì nó được gọi là bất phương trình logarit, và nó là một trong các cái bất phương trình logarit cơ bản. Và ta dùng đồ thị thì chúng ta sẽ tìm ra x lớn hơn 2, nghĩa là ta giải được cái bất phương trình là ra tập nghiệm là từ 2 đến dương vô cùng. Vậy thì định nghĩa về bất phương trình logarit là gì và cách giải của các cái bất phương trình logarit như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào phần kết luận. Đầu tiên là bất phương trình logarit là bất phương trình có chứa ẩn ở trong biểu thức dưới dấu logarit. Bất phương trình logarit cơ bản là bất phương trình logarit có một trong các dạng sau. Chúng ta cũng có bốn dạng như phương trình bất phương trình mũ ấy. Lớn hơn logarit cơ số a của x lớn hơn b, logarit cơ số a của x nhỏ hơn b, logarit cơ số a của x lớn hơn hoặc bằng b, và logarit cơ số a của x nhỏ hơn hoặc bằng b. Đây là bốn bất phương trình logarit cơ bản, a lớn hơn 0 và a khác 1. Ta có ví dụ số 5 là trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình logarit cơ bản. Ở đây chúng ta có 3 cái bất phương trình, ta nhìn xem bất phương trình nào là bất phương trình logarit cơ bản nhé. Cả 3 cái bất phương trình này thì đều là bất phương trình logarit cả. Nhưng là cái nào là cơ bản? Cơ bản thì nó phải là một trong các cái dạng này. Vậy là A ta thấy thỏa mãn này. Logarit cơ số 3 của x ẩn nằm ở trong cái biểu thức dưới dấu logarit và có một trong 4 dạng. Đây chính là dạng thứ 2 đây này. Đấy. A bằng 3 và B bằng 10. Ở B của chúng ta thì log của x nhỏ hơn bằng 0. Thì log thực ra là loga cơ số 10 thôi. Và nó cũng có dạng, một trong 4 dạng ở trên. Đấy chính là cái dạng số cuối cùng này này. Đấy, logarit cơ số A của x nhỏ hơn bằng B. B đây bằng 0, A đây bằng 10. Còn ý, vậy thì ý B là bất phương trình logarit cơ bản nhé. Ý C là logarit cơ số 4 của x trừ 3 lớn hơn bằng logarit cơ số 5 của x. Ta nhìn thấy đây không phải là bất phương trình logarit cơ bản rồi, vì nó không nằm ở trong các dạng ở trên. Vậy chúng ta sẽ có hai bất phương trình logarit cơ bản ở trong ví dụ 5. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang phần cách giải của bất phương trình logarit cơ bản. Đầu tiên là ta có 4 bất phương trình logarit cơ bản này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ xét một bất phương trình là bất phương trình logarit loga cơ số a của x lớn hơn b. Còn 3 bất phương trình còn lại thì cách giải của nó chúng ta thực hiện tương tự. Bất phương trình loga cơ số a của x lớn hơn b thì tương đương với logarit cơ số a của x lớn hơn loga cơ số a của A mũ B. Ở đây nói sâu thêm một chút này. Phân tích trước nha.
là ở đây để giải cái bất phương trình loga cơ số A của x lớn hơn b thì người ta thực hiện bằng cách là đưa cả hai vế của cái bất phương trình này về loga cơ số A. Thì ở vế bên trái chúng ta đã có là loga cơ số A rồi, thì vế bên phải B này ta phải đưa nó về loga cơ số A. Vậy đưa như thế nào? Thì B sẽ phải bằng loga cơ số A. Cơ số A của mấy thì nó sẽ bằng B. Vậy loga cơ số A của loga cơ số A của A mũ B. Thì cái này chúng ta học ở bài số 2 logarit rồi. Ở đây ta đưa mũ ra ngoài này thì là B nhân loga cơ số A của A, mà loga cơ số A của A thì bằng 1 nên nó sẽ là bằng B nhá. Vậy ta thực hiện viết B thành loga cơ số A là bằng loga cơ số A của A mũ B. Hay ta sẽ lấy A mũ B lên, được chưa? Đặt loga vào. Từ đó thì phương trình tương đương với cái này là ta đã hiểu rồi này. Sau đó là hai cái vế đều có loga cùng cơ số rồi, thì ta lại đi so sánh hai cái biểu thức ở trong loga, đấy là x và A mũ B. Thế thì cái này là phải tùy từng trường hợp. Trường hợp với A lớn hơn 1 thì nghiệm bất phương trình là x lớn hơn A mũ B. Có nghĩa là cơ số A của chúng ta lớn hơn 1 thì cái hai cái biểu thức, cái giá trị ở trong loga ấy là x sẽ lớn hơn A mũ B. Vậy thì đây ta thấy hai cái này cùng chiều với nhau. Còn A mà lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì nghiệm của bất phương trình sẽ là x lớn hơn 0 mà nhỏ hơn A mũ B. Thì ta thấy này, cũng là vậy, ta so sánh x với A mũ B thì cái trường hợp mà A nhỏ hơn 1 lớn 0 ấy thì cái nghiệm ấy thì nó lại quay cái chiều bất phương trình lại, đấy là x sẽ phải nhỏ hơn A mũ B. Tuy nhiên là điều kiện của loga ấy là x của chúng ta phải dương, nên chỗ này là chúng ta phải có x mà lớn hơn 0 nữa. Đấy, thì đây chính là cái cách giải cái bất phương trình này. Tuy nhiên là cái này thì chúng ta phải hiểu sâu hơn một chút này. Sâu hơn một chút để các cái bất phương trình còn lại chúng ta mới giải được. Đấy là dựa vào đâu mà người ta lại có cái nghiệm như thế này. Thực ra là người ta dựa vào cái tính đồng biến và nghịch biến của hàm số logarit đấy các em ạ. Đây chúng ta sẽ xét cái hàm số logarit y bằng loga cơ số A của x nhé. A lớn hơn 1 thì hàm số này đồng biến. Đồng biến ở trên 0 đến dương vô cùng nhé. Trên tập xác định của nó nhé. Chúng ta không nói thêm nữa. A mà lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì hàm số nghịch biến. Rồi, ở bài này, đây ta nhìn này, hai cái loga của chúng ta đều là cơ số là A rồi, thì ta phải so sánh hai cái biểu thức này, hai cái giá trị này. À, đồng biến là gì? Là x tăng thì giá trị loga cơ số A của x cũng tăng, mà x giảm thì giá trị loga cơ số A của x cũng giảm. Ở đây ta thấy này, giá trị loga giảm này thì suy ra là cái x là ở đây nó cũng giảm, là đây là x giảm xuống A mũ B. Đấy, nên là cái dấu của cái bất phương trình là nó cùng dấu như thế này. Hay để dễ nhớ thì A mà lớn hơn 1 ấy thì cái dấu của cái bất phương trình khi ta giải là nó cùng dấu với bất phương trình ban đầu. Còn ngược lại, A mà lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì do nghịch biến nên là ta so sánh x với A mũ B thì nó lại đảo chiều trở lại. Nó là đảo chiều giá trị của loga lớn hơn thì cái biểu thức ở trong loga nó lại phải là nhỏ hơn, tức là nó quay chiều trở lại như thế này. Nhưng quay chiều trở lại thì chúng ta phải nhớ đến là nó phải lớn hơn 0 nhá. Cái giá trị ở trong loga này nó phải là dương đấy. Vì điều kiện của loga. Đấy, nói tóm lại là chúng ta phải căn cứ vào tính đồng biến và nghịch biến của hàm số để chúng ta làm bài này. Còn nếu như mà nhớ một cách máy móc ấy thì ta nhớ A lớn hơn 1 thì bất phương trình này cùng chiều này,
A nhỏ hơn 1 thì bất phương trình này, đảo chiều này, ngược chiều. Đấy, để chúng ta nhớ. Rồi, chúng ta có những nội dung nhận xét là các cái bất phương trình logarit cơ bản còn lại thì được giải tương tự như cái bất phương trình này. Tức là đầu tiên là chúng ta sẽ viết cái vế bên bên phải ấy, cái vế mà đang có cái số b ấy, trở thành loga cơ số a. Cách viết là thành loga cơ số a của a mũ b, rồi chúng ta chia thành a lớn hơn 1 thì dấu bất phương trình không đảo chiều, a nhỏ hơn 1 thì dấu bất phương trình đảo chiều, và chú ý đến điều kiện của loga. Đấy là cách giải. Ta có chú ý a lớn hơn 1 thì loga cơ số a của x lớn hơn loga cơ số a của alpha khi và chỉ khi x lớn alpha. Thì trên này là ta đã giải thích rất kỹ rồi. Nếu như mà cái bất phương trình của chúng ta nó là bất phương trình mà hai bên đều là loga cơ số a cả ấy, thì ta so sánh hai cái giá trị ở trong biểu thức ở trong loga thôi, cùng chiều khi mà a dương, a lớn hơn 1. Còn nếu như a mà lớn không nhỏ hơn 1 thì nó lại quay ngược chiều trở lại so với bất phương trình ban đầu. Đấy là cũng là cái ở trên, nó cũng giống như vậy thôi. Rồi chúng ta xong chú ý. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần ví dụ. Ta có ví dụ số 6 để minh họa cho cách giải bất phương trình logarit. Cô cho hai cái ý giải bất phương trình logarit, nó cũng là dạng cơ bản thôi. Ý A là logarit cơ số 3 của x nhỏ hơn 2. Ý B là logarit cơ số 1/4 của x trừ 5 lớn hơn bằng trừ 2. Vậy thì, nào, bây giờ chúng ta bắt tay vào giải này. Việc đầu tiên của chúng ta là làm gì? Là chúng ta xem cái 2 này, ta đưa nó về cái logarit cơ số, ở đây giống bên này là cơ số là 3 này. Loga cơ số 3 của bao nhiêu thì bằng 2? Nó là của 3 mũ 2. Còn nhớ là chúng ta lấy cái cơ số này, ta đem mũ, lấy cái này là mũ luôn này. Lấy cái số bên này là mũ, là 3 mũ 2. Được chưa? À rồi. Vậy thì từ đây thì chúng ta căn cứ vào cái A của chúng ta là bằng 3 này. A này lớn hơn 1 này, nên là bản chất là logarit, hàm số logarit đồng biến. Đồng biến thì dấu là cùng cái dấu của bất phương trình này. Và chú ý đến điều kiện của logarit ở đây nữa. Đấy là x của chúng ta là phải dương nữa để ta kết hợp vào. Đấy là cách để chúng ta làm. Vậy thì lời giải chi tiết, chúng ta quan sát vào lời giải chi tiết của chúng ta này. Đây, ta viết 2 thành loga cơ số 3 của 3 bình phương. Rồi sử dụng cái tính đồng biến, nghịch biến ấy. Hoặc là nhớ một cách máy móc. Đấy là A của chúng ta bằng 3, cơ số bằng 3. Thì bất phương trình của chúng ta là không đảo chiều đây. Nó cùng dấu với cái bất phương trình ban đầu. Vậy tương đương với x của chúng ta sẽ nhỏ hơn 3 bình, và điều kiện là x của chúng ta lớn không thì chúng ta đặt vào đây nhá. Cái điều kiện loga này, lớn không đặt vào đây. Vậy ta sẽ có x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 9. Thế thì chúng ta kết luận tập nghiệm của cái bất phương trình là khoảng từ 0 đến 9. Tiếp theo là ý B. Ý B nào, phân tích trước nhá, để chúng ta hiểu. Nào, cái trừ 2 này nào, cũng giống như là ý A, ta phải viết về loga cơ số bao nhiêu, cơ số 1/4 của bao nhiêu. À, cách làm là ta lấy luôn cái cơ số 1/4 này, mũ, ta lấy cái số trừ 2 này. Đấy, thì nó là bằng trừ 2. Rồi, cơ số A của chúng ta ở đây là lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 nhá. Nhỏ hơn 1 thì bản chất là hàm loga nghịch biến. Nghịch biến nên là cái bất phương trình này sẽ đảo chiều. Rồi nó sẽ đảo chiều quay ngược lại. Đang lớn hơn bằng thì nó nhỏ hơn hoặc bằng. Và chúng ta nhớ điều kiện của loga là x trừ 5 phải lớn hơn 0 nữa để ta thêm vào khi cần. Vậy lời giải chi tiết đây, chúng ta quan sát, chúng ta thực hiện đến đây rồi này. Biến đổi trừ 2 thành 1/4 loga cơ số 1/4 của 1/4 mũ trừ 2. Rồi do cái nghịch biến
của hàm số loga cơ số 1/4, hoặc là ta nhớ là nó đảo chiều khi mà cơ số nhỏ hơn 1, nên là ta đảo chiều lại thành so sánh x trừ 5 với 1/4 mũ trừ 2 là x trừ 5 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 mũ trừ 2. Và thêm điều kiện loga là phải lớn hơn 0 nữa, nên là x trừ 5 phải lớn 0, ta kẹp luôn vào đây. Và sau đó ta giải cái bất phương trình kép này ra thôi, thì ta sẽ có là x sẽ lớn hơn 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 21. Rồi ta kết luận tập nghiệm của bất phương trình là nửa khoảng từ 5 đến 21. Đấy là chúng ta đã xong được ví dụ 6. Chắc là xong ví dụ 6 thì chúng ta đều hiểu cách để chúng ta giải bất phương trình rồi. Bất phương trình loga đấy. Phương pháp chung là ta đưa hai vế về cùng loga cùng cơ số. Rồi chúng ta sử dụng A lớn hơn 1, A nhỏ hơn 1 để chúng ta so sánh hai cái biểu thức mà ở trong dấu loga ấy. Dựa vào tính đồng biến, nghịch biến thì nó sẽ chính xác hơn ấy, mà dễ nhớ hơn các em ạ. Đấy là toàn bộ nội dung lý thuyết của bài ngày hôm nay. Nó cũng khá là dài. Chúng ta chuyển sang phần bài tập tự luyện. Thì chúng ta sẽ có các cái bài tập giải phương trình, bất phương trình mũ và logarit. Thì phần này hoàn toàn là có cách giải rồi. Sau mỗi phần lý thuyết ấy, sau các phần lý thuyết thì chúng ta đều có cách giải, và cô đã có ví dụ và giải thích khá là chi tiết rồi. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó chúng ta giải quyết các cái bài tập ở trong sách giáo khoa. Bài 1 và bài 2 trong sách giáo khoa này là các cái phương trình này. Bài 1 thì gồm phương trình mũ, phương trình logarit. Bài 2 thì bất phương trình mũ, bất phương trình logarit. Thì chúng ta tự thực hiện nhé. Vấn đề số 2 là vấn đề về ứng dụng. Ứng dụng thì sẽ có các cái bài tập là bài số 3 và bài số 4. Bài số 3 chúng ta đọc qua bài số 3 và cô sẽ đưa cho chúng ta hướng dẫn giải. Chúng ta làm này. Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép có kỳ hạn là 12 tháng với lãi suất là x% trên 5, x lớn hơn 0. Sau 3 năm, người đó rút được cả gốc lẫn lãi là 119,1016 triệu đồng. Hãy tìm x và biết rằng lãi suất không thay đổi qua các năm và người đó không rút tiền trong quá trình gửi. Thì đầu tiên là cái công thức về tính số tiền mà số tiền cả gốc và lãi mà người đó có được ở sau n năm ấy là S bằng số tiền ban đầu là 100 nhân với 1 cộng với x phần trăm tất cả mũ n. X là lãi suất đấy. Vậy thì chúng ta thay vào sau 3 năm thì n của chúng ta là bằng 3 và số tiền là 119,1016 triệu đồng ấy. Ta thay vào thì chúng ta sẽ có được cái phương trình như thế này. Và cái sau khi mà đây chính là cái phương trình dạng học phương trình sau đó là chúng ta sẽ giải ra cái kết quả căn bậc 3 này ra này, xong chúng ta giải ra là x của chúng ta sẽ là bằng 6. Đấy là hướng dẫn giải cho bài số 3. Ở đây là chúng ta giải phương trình thôi. Tiếp theo là bài số 4, vẫn là phần ứng dụng. Sử dụng công thức tính mức cường độ âm L ở ví dụ 14. Hãy tính cường độ âm mà tai người có thể chịu đựng được. Biết rằng giá trị cực đại của mức cường độ âm mà tai người có thể chịu đựng được là 130 dB. Ở ví dụ 14 thì cô không đưa vào trong cái video này. Thì chúng ta quan sát lại ví dụ 14 này. Mức cường độ âm L. L là thể hiện cho mức cường độ âm, đơn vị là dB này, được tính bởi công thức L bằng 10 nhân log mũ, xin lỗi là 10 nhân log của Y chia cho 10 mũ trừ 12. Trong đó Y là cường độ âm, L là mức cường độ âm nhé. Còn Y ở đây, Y là cường độ âm này, được chưa? Thì ở bài này, đề bài người ta cho này, hãy tính mức cường độ âm mà con người có thể chịu đựng được. Nghĩa là chịu đựng được tối đa bao nhiêu. Tức là L này phải nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu.
tối đa là bao nhiêu đấy. Biết rằng mức cường độ cực đại mức ở mức cường độ âm mà tai người có thể chịu đựng được. À xin lỗi, ở đây là tính cường độ âm ạ. Tính cường độ âm nghĩa là tính Y. Y phải nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu? Y ở đây là Y là cường độ âm nhá. Người ta bảo là tính cường độ âm. Khi mà mức cường độ âm cực đại mà con người có thể chịu đựng được, nghĩa là L cực đại của chúng ta là 130, nghĩa là L của chúng ta nhỏ hơn bằng 130 nhá, thì Y của chúng ta như thế nào, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây ta nhìn là ta thấy ngay nó là một cái bất bất phương trình, đúng không? Ta sẽ cho L nhỏ hơn bằng 130. Đấy, rồi chúng ta sẽ giải cái bất phương trình này là một cái bất phương trình loga ấy. Rồi chúng ta sẽ ra được Y của chúng ta, kết quả cuối cùng là nhỏ hơn bằng 10. Đây là chúng ta sẽ sử dụng bất phương trình loga để giải bài này nhá. Thì đấy là phần mà hướng dẫn giải, hướng dẫn qua cho chúng ta bài, hai bài là bài số 3 và bài số 4. Còn lại là chúng ta sẽ về nhà tự thực hiện tất cả các bài tập, trình bày đầy đủ, rõ ràng vào trong và bài tập của mình. Chúng ta kết thúc toàn bộ nội dung của bài số 4, cũng là bài cuối cùng của chương số 6 tại đây. Thì bài này chúng ta cũng khá là dài, và chúng ta có cái cách giải của phương trình, bất phương trình, mũ và logarit. Thì nó tương đối là cũng gây cho chúng ta khó khăn. Chúng ta bắt buộc là phải học thật kỹ cái bài lý thuyết, sau đó là làm các cái bài tập thật cẩn thận để chúng ta luyện tập càng nhiều càng tốt. Về nhà thì chúng ta hoàn thành các cái phần bài tập tự luyện là bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra chúng ta làm thêm các cái bài tập ở trong sách bài tập và các cái bài tập ở các cái tài liệu tham khảo khác. Cuối cùng, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe, theo dõi bài giảng của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng của chương tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.